Ok, xin chào tất cả anh chị em. Thì mình là Tuấn đây. Chúc anh chị em một ngày vui vẻ, nhiều năng lượng. Và hôm nay Tuấn lại lên một video coi mới ha. Và phía bên phải màn hình đó là mã số và số lúa của các em nó. Phía bên trái màn hình vẫn như thường lệ đó là số điện thoại của mình 0777678979. Số này có Zalo ha. Và anh chị em cần gì thì có thể nhắn tin cho mình qua số Zalo ha. Rồi, bây giờ mời anh chị em xem video. Chúc anh chị em một ngày vui vẻ. Bye bye.